Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại là Nhân đang đứng ở đường tỉnh lộ 826. Và đây là dự án 50 Eco Park. Thì cái dự án này nó cách cái dự án 50 ra rộng 1 km. Thì như trước mặt của khách hàng là mình cũng thấy là cái đường này là về thành phố Hồ Chí Minh, về chợ Bình Chánh quốc lộ 1A. Và đường ngược lại là đi về hướng quốc lộ 50 qua Tiền Giang nha mọi người. Và đây là mặt đường, mặt tiền đường tỉnh lộ 826. Như trước mắt của tất cả quý khách hàng là mình thấy một cái hai cái nhà và người ta đang xây để kinh doanh khách sạn nha mọi người. Thì cái dự án này đã bán xong hết rồi, bán cách đây khoảng nửa năm. Ở đây hiện tại là nó chỉ mới là giai đoạn 1 thôi, còn giai đoạn 2 thì khi nào làm thì Nhân chưa có thông tin, nhưng khi nào có thì Nhân sẽ thông báo cho tất cả quý khách hàng. Rồi, Nhân mời mọi người vào trong nha. Thì đầu tiên là bên đây, bên chủ đầu tư họ bán với cái giá là từ 4 triệu rưỡi tới 5 triệu một mét. Thì bây giờ cho tới khoảng 6 năm sau, xin lỗi là khoảng 6 tháng sau, là nửa năm nó quay lại thì ở đây bây giờ người ta kêu bán lại nó rơi vào tầm khoảng từ 5 triệu rưỡi cho tới 8 triệu rưỡi một mét vuông. Nếu như mình mua mặt tiền đường ở ngoài thì nó sẽ cao hơn, còn mình vào trong những cái đường nhánh thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Ở đây thì có một cái dãy nhà phố cũng khá là đẹp cho mọi người. Ở cái diện tích là ngang 4m, dài 18m. Thì có những cái căn là phía trước thì họ chừa 5m sân, phía sau 3m, còn lại 10m là họ xây làm xây nhà đó, tức là xây chỉ có 40 thôi, còn lại là sân trước sân sau. Thì nó có những cái căn nó diện tích nó nhỏ hơn cho mọi người, bởi vì cái lớp đất nó bị xéo. Thì ở đây thì Nhân thấy có người ở rồi, có người ở nó ở không có nhiều lắm. Còn đây nhà bán. Nhà thì ngang 5m, dài 18m. Cái khu này thì bên chủ đầu tư họ làm cái đường nó cũng nhỏ nha mọi người, chứ không có lớn lắm, cho nên là cái giá khởi điểm nó cũng khá là tốt, khoảng 4,5 triệu, 5 triệu khá là tốt, cho nên là bung ra bán một cái là cháy hàng luôn, tức là không còn hàng luôn. Ở như đây mọi người thấy là nhà hai mặt tiền luôn ha, rất là tuyệt vời. Cái giá nhà thì Nhân không biết, cái nào Nhân biết chính xác thì Nhân sẽ nói cho mọi người. Còn cái lề đường đó thì nó cũng khá nhỏ, nó không lớn, nó chỉ 1m thôi. Hồi nãy Nhân đo rồi nó khoảng đúng 1m. Còn cây xanh thì thấy chắc mới trồng hay sao mà nó cũng chưa có lớn, chưa có nhánh. Chắc Nhân nghĩ là mới trồng. Còn cái lòng đường này thì nó khoảng 6m. Còn tổng cái khu này thì nó khoảng 6 hecta nha mọi người. Nó cũng không lớn lắm, nó cũng nhỏ ra không lớn. Thì xung quanh là bên đây là mình thấy có nhà dân rồi nè. Còn phía sau Nhân thấy là nó có hai giai đoạn. Thì giai đoạn 1 là đã hình thành rồi đó, đã bán hết xong hết rồi đó. Còn giai đoạn 2 thì phía sau này, có thể là phía sau này, nhưng mà khi nào làm thì Nhân chưa có thông tin nha. Thì ví dụ như khách hàng mình mà làm việc ở gần gần khu vực chợ Bình Chánh quốc lộ 1A đó, hoặc là bên huyện Bình Chánh đó, mà mình kiếm nhà tầm khoảng 1 tỷ thì chắc ăn là bên Bình Chánh thì bây giờ kiếm sẽ không có rồi, cho nên mình lọt qua những khu vực này thì nó xa hơn khoảng chừng vài km thôi. Tức là cái khu này nếu mà nó cách Sài Gòn thì nó rơi vào tầm khoảng 6 km, cho nên là mình chạy thêm 6 km thì khoảng 10 phút nữa thì sẽ kiếm được những cái lô đất nền và xây nhà luôn đó. Thì nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 1 tỷ thôi, chứ không có nhiều, nên là cũng khá thuận tiện để cho mà những cái
khách hàng mà ta mua mua để ở. Cái khu này thì Nhân nghĩ là do những cái khách hàng ở Sài Gòn đó xuống đây mua đầu tư, thì mình thấy mà sau 6 tháng rồi mà không có người ở, mà cái khu thì nó cũng khá tốt như vậy á, mà không có người ở thì Nhân nghĩ là hầu như là khách hàng xuống đây mua để đầu tư là nhiều nhất, phải nói là chiếm khoảng 90% rồi. Với lại thêm một cái là Nhân thấy có lốc ở đây là có điện nha mọi người, còn ở trong thì nó như nó không có. Lóc trong thì mấy cái lóc ở trong này là như mọi người thấy là chưa có cột điện nè, nó chỉ có cột điện từ ngoài đường chính vô tới khu này thôi, còn nước thì không biết sao đây, Nhân không thấy ống nước luôn. Thì Nhân nghĩ cái khu này chắc là mình xài nước máy bơm, tức là về mình tự đào giếng đó mọi người, đào giếng xong rồi mình lắp máy bơm vô mình tự xài, chứ hình như là nó chưa có nước sạch. À đấy, nhân lời lên coi thử. À đây có đường nước mọi người, nhìn coi thử. Đây mới có ba khói nha, vậy là cái nhà này chưa ở luôn. Cái đường ống nó chìm từ đâu ta. À trên bồn nước mọi người, phía xa xa mọi người thấy là cái bồn nước á, thì lấy từ nước bên đó. Ủa không phải, bên đó là của nhà máy, bên đó là của nhà máy, lấy nước từ đâu ra. Đúng rồi mọi người ơi, mà tại sao đây là cái này nó bên nhà xưởng mà ta, mà lại lấy nước bên đây xài, tức là lấy nước bên đây để xài cho những căn nhà nè, còn những lô đất nào thì Nhân mới không biết như thế nào đây. Thứ nhất là Nhân nghĩ là người Sài Gòn, dân Sài Gòn về đây mua hầu như là để đầu tư, nên là không có người ở nhiều. Còn cái thứ hai là điện thì Nhân thấy chưa có, nhưng mà Nhân nghĩ là nếu như người khách hàng mình xây nhà thì mình chủ đầu tư họ sẽ làm điện cho mình. Thì mình thấy là cho thuê nhà này, Nhân nghĩ là cũng trên 1 tỷ một căn chứ không dưới đâu, trên nhiều vì diện tích nó hơi dài, diện tích lớn. Còn ở đây phân lô Nhân thấy là 4 mét nhiều nữa. Ví dụ như mình thấy cái lô này là 4 mét, cọc này qua cọc kia là 4 mét. Còn dãy nhà phố này là của công ty chủ đầu tư họ xây, còn cái dãy nhà bên kia là của dân, hay dân thấy là của dân mua đất xong xây là bán. Nói như mọi người thấy điện chưa có ha, thì quý vị khách hàng mình nếu như mình muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình cứ search trên Google á, thì có những bạn nhân viên tư vấn đó, mình hỏi bên những bạn nhân viên tư vấn á sẽ rõ hơn. Còn cái khu này thì Nhân những cái khu dân cư đó, mọi người, đa số những khu dân cư là nó sẽ có sổ hồng riêng hết, bởi vì là đã là khu dân cư rồi đó thì bên chủ đầu tư họ sẽ xin quy hoạch và đã có 1/500 rồi, thì tách sổ rất là dễ, mà quan trọng là cái thời gian nó nhanh hay mau thôi. Ví dụ như là thời gian nó chậm hơn 1 năm thì thường chủ đầu tư sẽ cho khách hàng trả góp, còn nếu như có sổ liền thì chủ đầu tư họ sẽ bắt mình trả luôn, và trả luôn thì công ty sẽ chiết khấu cho mình. Rồi bây giờ thì Nhân mời quý vị khách hàng mình đi qua một cái khu dân cư khác nữa.
Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ha. Mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem được những video sau của Nhân nha. Rồi, xin chào mọi người.